Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay em xin review một cái sản phẩm thuộc dòng Tiết E của Tiết Smart Home Việt Nam. Cũng như các sản phẩm trước thì sản phẩm này cũng được lắp ráp từ Hồng Kông và linh kiện của nó được nhập khẩu từ Mỹ. Thì con này là Venera Dimmer. Con này dùng để điều chỉnh cái độ sáng của đèn. Ví dụ anh chị mà trời tối á, anh chị muốn đèn nó dịu lại để anh chị xem phim rồi cho nó dễ thì anh chị có thể điều chỉnh cái con này. Thì em sẽ quay một cái video về cái chỉnh độ sáng của cái con Venera Dimmer này cho anh chị xem. Bây giờ thì em xin mở hộp cái thiết bị này để cho anh chị nhìn cận mắt cho nó dễ. Ok, đây anh chị, đây là con Venera Dimmer. Nó có hai cái nút đó, anh chị thấy không, nó có hai cái nút mũi tên dùng để chỉnh tăng hay là giảm độ sáng, còn ở giữa là bật tắt. Ở phía sau này nó chỉ có ba nút để anh chị đi dây thôi đó. Thì con này nó vẫn có thể kết hợp với lại cái con Luna website hay là con Luna TFT để điều khiển qua lại lẫn nhau thông qua cái sóng wifi. Dòng không dây Tiết E này thì anh chị không cần cái hệ thống điều khiển trung tâm gì cả, chỉ cần anh chị mua cái thiết bị này và lắp đặt, cung cấp cho nó một cái nguồn điện và anh chị điều khiển thôi. Anh chị có thể đao app trên điện thoại, trên smartphone của anh chị á, anh chị để điều chỉnh á, cài app của TIS đó và đăng nhập bằng một cái tài khoản của TIS tạo cho anh chị. Rồi, video này em xin dừng tại đây. Đây là con Venera Dimmer thuộc dòng không dây của TIS Smart Home Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để nhận thêm những thông tin video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.